Cả nhà mình hôm nay mình có một con gà nè. Con gà này hồi sáng mình cũng mua gà Thái Dương. Mình cũng có lá giang nè. Hơi mình nấu ha, canh gà lá giang nha cả nhà, mình nấu nửa con thôi. Tại con nó hơi nhiều á. Con này tới 1 kg 3 lận, mình nấu canh nấu nửa con rồi. Ở đây mình cũng có mớ cá nè. Mình chiên mớ này, mớ bự này mình chiên, còn mớ nhỏ này thì mình kho khô mình ăn cơm. Giờ mình đi ra vườn mình kiếm sả với hái rau niêm cả nhà. Giờ mình rửa lá giang với rửa sả rau niêm rồi cả nhà. Rửa rau trước. Lá giang này mình phải rửa sáng mình mua nó. Giờ mình cũng rửa gà với rửa lá giang rồi xong rồi cả nhà, vô mình nấu canh. Giờ mình chặt gà cả nhà, mình nấu nửa con thôi. Mình chịu lấy hai cái đùi để mai mốt mình chiên cho hai đứa nhỏ. Gà này gà thấy cũng nó không có ngon, gà nhầm luôn. Nhưng mà nó đỡ được công nghiệp. Này mình cũng chặt xong rồi, mình cho vô cái thau này để mình ướp. Rồi mình chừa lại nhiêu đây để mình có chiên cho hai đứa nhỏ, thì chiên mình nấu canh nhiêu thôi. Ở đây mình cũng có hành tím nè, mình cho vô, tỏi băm nè, rồi mình cho vô cỡ khoảng muỗng nước mắm, cho vô muỗng đường, một muỗng hạt nêm, chút xíu muối, nửa muỗng bột ngọt. Rồi mình ớp lên cho nó thấm gia vị cả nửa tiếng thì mình hả nấu. Giờ mình ớp mớ cá này để mình kho khô. Mà sáng mình mua mớ cá này rồi mình chia ra, mớ nhỏ thì mình kho khô. Còn là cái lớn lớn con bự thì mình chiên. Đây mình cũng có tỏi nè.
hành tím bông nè, mình cho nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng đường, muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm, khoảng 2 muỗng nước mắm, tại mình kho khô quá cho nên là bây giờ là cái cá chiên này nè, cả nhà mình cũng ướp cho con mình vừa ăn luôn, mình cũng ướp luôn, mình cho vô đây nửa muỗng hạt nêm, thấm hạt nêm là mình đi chiên được rồi. Thường thường ướp muối với bột ngọt, mà mình này mình để hạt nêm thôi, mình không để bột ngọt. Nấu nồi cơm nó hơi nhão vì nó nhiều. Ở đây mình cũng có bắt cái chảo lên để mình nấu canh nè. Mình cho có khoảng muỗng dầu vô. Rồi mình cho hành tím băm với tỏi băm nè. Rồi xả nữa nè. Mình cho vô hết mình xào cho nó thơm luôn. Rồi giờ tỏi với hành với xả nó cũng thơm mà nó vàng rồi, mình cho thịt gà vô. Mình xào. Nó săn lại rồi hả, mình hả để nước. Bây giờ mình cũng bắt cái chảo lên để mình kho cá nè, mình cho vô tí xíu dầu. Mình cho vô nửa muỗng đường. Bây giờ màu này nó cũng vàng rồi, mình cho miếng tỏi với hành tím đi. Bây giờ cá nãy mình cũng ớt nè, mình cho vô đây. Bây giờ mình cho miếng nước vô cho cá nó chín nó sống. Bây giờ gà này mình xào nó cũng săn rồi đó, mình cho nước vô. Này mình cho nước sôi nha cả nhà. Cho nước vô mình canh đủ gia đình mình đủ ăn. Cho cá lên đây mình kho rồi, ở dưới đây mình chiên cá. Bây giờ ba chảo mình bắt lên mình chiên cá nè, mình cũng cho vô dầu nha. Tại vì mình chia làm hai món, món kho với món chiên, là có nghĩa là con mình thì nó thích ăn chiên, nó không có thích ăn kho. Cho nên mình thì kho mình ăn, còn mình chiên cho hai đứa nữa. Mình thì lớn ăn gì cũng được, còn con mình thì kho không ăn cả nhà, dễ gì thôi mình chiên, chiên dạng khoái lắm, khoái ăn lắm. Bởi vì làm gì cũng phải làm hai ba món hết trơn. Bây giờ là cái nồi gà này nó cũng sôi rồi, mình hết bột rồi.
rồi đó cả nhà. Rồi giờ mình cũng cho vô thêm một cục đường phèn nữa. Nấu canh lá giang này thì nó cũng phải ngọt ngọt mới ngon, thì cho vô cục đường phèn. Mình để xả cho nó thơm thôi. Mình lên. Rồi cả nhà, lá giang này hồi nãy mình cũng có giò ra nè. Mình giò nó dập dập rồi nè. Rồi mình cho vô luôn. Gà chín nè. Cho hết vô luôn. Giờ mình để cho nó sôi cho nó ra cái chất chua cỡ 2-3 phút là mình nhắc cũng được. Mình cũng dò rồi nó cũng ra cái chất chua. Giờ nào mình để lá giang vô cũng chín là cũng được mấy phút mà nó cũng ra cái chắc chua rồi. Giờ mình cho ngò ra với đồ niêm cho với rau cần gì đó chiên cho nó thơm. Rồi giờ mình nhắc xuống ăn cơm rồi nha. Ngon lắm. Bỏ vô tủ lạnh lấy cho mẹ trái ớt cho bò trái ớt bự bự đó con. Con trai đi con, giỏi rồi. Trái ớt cho mẹ. Đúng. Đem ra đây. Thì mẹ con lấy hết cho mẹ là được rồi. Để ăn mặn cũng chuyển ngay khác hết. Bây giờ cá này nó cũng khô rồi nè, mình cho hành cho. Mình cho tiêu cho. Mình kho này mình ăn mình nè, cho nên là mình để tiêu nhiều. Ê. Hai cái luôn nha. Đây. Ơi bên đây. Bây giờ mình cho thêm miếng ớt nè. Hai trái ớt. Mình ăn mà. Mình thích ăn cay. Nhiều một nước kìa. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Cả nhà ơi, mình nấu canh gà lá giang với cá chiên với cá kho cũng xong rồi. Giờ mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con nha. Con mời ông bà cô chú ăn cơm. Nhóc mới ăn cơm rồi, sáng ăn sáng rồi cho nên giờ không đói không ăn rồi.
mình chấm mình có chén nước mắm ớt này cả nhà, mắm trong chan canh vô. Canh này thanh lọc cơ thể này, cả nhà ăn miếng gà lá giang nha. Món này cũng lạ nè, đó giờ chưa nấu nè. Bỏ mang cá chiên hả? Dạ. Cá chiên trời ơi, nó siêu mà cả nhà ăn miếng cá kho tiêu à. Hai ba miếng xương gần gần đó chị mình không thấy à. Canh này chua chua ngon đó nha, chua thật ngon. Đâu rồi? Nóng. Ăn xương ra đây chó lớn, sẽ ăn thịt chó lớn rồi. Ăn cá tụi nó mới có đồ ăn gì đó. Mà ra gì giờ đó. Ừ. Con này là cái gì? Nha. Mà đợi. Trời ơi bắp luôn. Mất rồi kìa. Ủa sao cá không mấy xương đi gì mẹ? Xương chứ sao kìa. Ơ à, thấy không? Trời bời đâu có xương. Chấm hỏi. Đây là miếng da. Miếng da ngon lắm. Thôi à. Tăng màu tím này cả nha. Màu tím, tím mọng ra đen. À rồi cả nhà, hai mẹ con mình ăn cơm với canh gà lá giang với cá chiên với cá kho đến đây cũng đã xong rồi. À cả nhà mà có lướt vô xem được video á, những nào cô chú nào anh chị nào mà làm YouTube á thì comment cho mình biết, đặng mình có thể đăng ký qua lại để cùng nhau phát triển kênh. Cứ comment vô là mình sẽ đăng ký à. Chứ nhiều khi không có nói thì mình sẽ không biết. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye chồng cô chú sau có trường.